Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ huyện ủy An Dương; nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 10 này; thưa quý vị, sáng nay đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ huyện ủy An Dương. Cùng dự có các đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố; Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng. Theo quyết định, đồng chí Phạm Việt Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Dương, thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy An Dương nhiệm kỳ 2020-2025 để điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định về việc điều động chỉ định đối với đồng chí Chu Đức Anh, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy An Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận những nỗ lực cố gắng của đồng chí Phạm Việt Hùng trong quá trình công tác, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện An Dương. Đối với đồng chí Chu Đức Anh là cán bộ có năng lực kinh nghiệm ở nhiều vị trí công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị đồng chí sớm nắm bắt và thực hiện ngay nhiệm vụ cùng tập thể lãnh đạo huyện ủy An Dương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và Đại hội 18 Đảng bộ huyện đề ra. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ, tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức huyện An Dương tiếp tục đoàn kết, nỗ lực cố gắng, hợp tác tạo điều kiện để đồng chí Chu Đức Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 9 tháng qua, kinh tế quận Lê Chân tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt mức tăng trưởng bình quân cao hơn so với cùng kỳ năm. Thu ngân sách ước đạt gần 1.270 tỷ đồng, bằng gần 120% kế hoạch thành phố giao, tăng 96% so với cùng kỳ. 3 tháng cuối năm, quận phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, tập trung cao cho công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp cơ sở và các nội dung chuẩn bị phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ quận lần thứ 25, nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện việc sắp xếp, sắp nhập đơn vị hành chính phường, thi đua 90 ngày nước rút, hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024 và thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024 của thành phố và quận. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo và phấn đấu để trở thành người công dân tốt, người cán bộ tốt, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ mới. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trình bày tham luận làm rõ các nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao tại nhà trường, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đào tạo người công dân tốt, cán bộ tốt vào phát triển giáo dục trong bối cảnh hiện nay. Hội thảo được tổ chức nhằm nghiên cứu sâu hơn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của con người ở mỗi lĩnh vực, các tiêu chí đánh giá người công dân tốt, cán bộ tốt trong xây dựng và phát triển đất nước ở mọi giai đoạn cách mạng theo tư tưởng của Người, nhìn lại quá trình vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các lĩnh vực công tác, đặc biệt là các trường trong hệ thống giáo dục đào tạo, là cơ sở quan trọng để các tổ chức chính trị xã hội, các nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động ở cơ quan đơn vị. Một loạt những chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế như chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, quy định việc khai thác nhà, đất là tài sản công, không sử dụng để ở sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 10 này. Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 14 ngày 15 tháng 8 năm 2024, quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, các cơ quan tổ chức cá nhân khác liên quan đến quản lý, đầu tư và hoạt động của cụm công nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Bên cạnh đó, từ ngày 15 tháng 10 năm 2024, Nghị định số 108 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, giao cho tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà địa phương quản lý khai thác. Nghị định yêu cầu việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà đất phải đảm bảo hiệu quả, giải quyết nhu cầu về nhà đất phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, công khai minh bạch, đúng pháp luật. Tiếp theo chương trình là một số tin vắn đáng chú ý. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IAP của thành phố tháng 9 ước giảm 8,39% so với tháng 8 và tăng 3,48% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 9, do ảnh hưởng từ bão số 3, hoạt động sản xuất công nghiệp tại các khu cụm công nghiệp và trên địa bàn đều bị ngưng trệ một thời gian, làm nhỡ tiến độ xuất hàng của nhiều đơn vị doanh nghiệp. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 14,09% so với cùng kỳ, cho thấy mức cải thiện mạnh mẽ của các điều kiện kinh doanh vào thời điểm quý 2 và quý 3, trong đó có những điểm nhấn tích cực là sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng, áp lực lạm phát đã nhẹ bớt, giúp hoạt động sản xuất vượt qua thách thức. Hiện các doanh nghiệp đang nỗ lực khắc phục thiệt hại sau bão, nhanh chóng hoạt động ổn định trở lại để đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp toàn thành phố những tháng cuối năm. Bão số 3 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường cung cầu, giá cả hàng hóa trên địa bàn thành phố trong tháng 9. Phần lớn các chợ, các cửa hàng bán lẻ, siêu thị bị ảnh hưởng thiệt hại. Tuy nhiên, bên cạnh việc đã thực hiện tốt phương án dự trữ hàng hóa, các doanh nghiệp đã chủ động khắc phục thiệt hại để nhanh chóng, kịp thời phục vụ nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp và người dân, đảm bảo hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào phong phú, không có hiện tượng đứt gãy chuỗi cung ứng. Tính chung trong 9 tháng, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu luôn được bảo đảm, giá tương đối bình ổn. Riêng mặt hàng rau xanh, do ảnh hưởng của bão nên nguồn cung giảm theo thời điểm nên giá có biến động tăng. Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, Ủy ban nhân dân các quận huyện doanh nghiệp đã tích cực phối hợp giải quyết tốt nhu cầu của nhân dân sau bão, nên hiện nay giá rau xanh đang giảm dần theo giá cả thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 9 ước đạt hơn 19.400 tỷ đồng, tăng 0,09% so với tháng trước. Trước thực trạng suy giảm chất lượng và ô nhiễm nguồn nước từ hàng loạt các yếu tố chủ quan lẫn khách quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành phương án bảo vệ nguồn nước tại sông Đa Độ và sông Giá với giải pháp trọng tâm. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các quận huyện Thủy Nguyên, An Lão, Kiến Thụy, Đồ Sơn, Kiến An tùy theo chức năng nhiệm vụ để triển khai hiệu quả. Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá có 3 trên 8 nhiệm vụ cần sớm xây dựng kế hoạch chi tiết để phê duyệt thực hiện. Cùng với đó là đề xuất nguồn vốn triển khai cấp bách trong năm 2024-2025 đối với các công trình thu gom chuyển hướng tiêu thoát nước của khu dân cư làng nghề, khu cụm công nghiệp nằm tiếp giáp với sông Đa Độ, sông Giá, tập trung về kênh cấp 1 để tiêu thoát ra sông tự nhiên. Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng máng nước quốc lộ 5 là dự án trọng điểm nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông thành phố, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông trên quốc lộ 5 và đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển của nhân dân. Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, dự án đã chậm hơn 2 tháng so với yêu cầu của thành phố. Vướng mắc tập trung vào các hộ dân có đất hành lang giao thông chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân dân huyện đang hoàn thiện các thủ tục tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng vào đầu tháng 10 tới đây. Trên cơ sở hồ sơ vi phạm ngày 15 tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện An Dương đã ban hành các quyết định về buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 7 hộ dân có đất hành lang giao thông quốc lộ 5 và nằm trong phạm vi thi công hạng mục cống thoát nước ven đường, hè đường nhánh của dự án đầu tư xây dựng nút giao khắc mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng máng nước quốc lộ 5. Hộ ông Mai Văn Sáng đã chấp thuận bàn giao mặt bằng. Ủy ban dân huyện An Dương đã hỗ trợ hộ dân tháo dỡ công trình. Cái gia đình nhà chúng tôi thì đã chấp thuận coi như là trả lại mặt bằng cho dự án. Thì là dự án thì có thu hồi của gia đình nhà tôi là 8,1 mét vuông đất. Cho nên là thôi thì gia đình chúng tôi đã nhận được cái thông báo và cũng chấp hành nghiêm chỉnh. Thế thì hôm nay là cùng với lại ban dự án là đang tập trung tháo dỡ để hoàn thiện trả lại mặt bằng cho dự án. Mong làm sao mà dự án sớm triển khai mà coi như là trả lại mặt bằng rồi cũng là đường đi lối lại cho bà con bởi vì cuộc sống mưu sinh. Tổng diện tích 6 hộ đã lấn chiếm xây dựng công trình là hơn 550 m², phần đất phải giải phóng mặt bằng phục vụ công trình là gần 95 m². Trong quá trình thực hiện thu hồi đất, Ủy ban dân xã An Đồng, các phòng chức năng và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền vận động giải thích thuyết phục chính sách chế độ giải phóng mặt bằng đến từng hộ dân. Ủy ban dân huyện An Dương cũng đã tổ chức họp đối thoại trực tiếp giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của các hộ dân và trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn chưa chấp hành tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng. Ủy ban dân huyện An Dương sẽ tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 6 hộ vào đầu tháng 10 tới nếu các hộ dân không tự giác chấp hành. Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức triển khai phương án cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả với ông Nguyễn Hữu Khải và ông Nguyễn Văn Nghĩa ở xã Hoàng Động. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, tại xứ Đồng Cống Tây ở khu vực bãi bồi sông Cấm thuộc xã Hoàng Động, ông Nguyễn Hữu Khải, thường trú tại xã Hoàng Động,
chiếm hơn 9.800 m2 đất nông nghiệp và ông Nguyễn Văn Nghĩa chiếm hơn 4.400 m2 đất nông nghiệp. Đây là các khu đất hai ông tự ý nhận chuyển nhượng của gia đình ông Nguyễn Văn Nhời ở xã Hoàng Động từ năm 2022. Ủy ban dân xã Hoàng Động nhiều lần làm việc, vận động hai ông bàn giao lại hai khu đất trên cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, ông Khải và ông Nghĩa chưa chấp hành khắc phục hậu quả. Vì vậy, dự kiến vào ngày 10 tháng 10, Ủy ban dân huyện Thủy Nguyên sẽ tổ chức cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với ông Khải và ông Nghĩa. Hội cựu chiến binh thành phố vừa phối hợp với Hội cựu chiến binh huyện Tiên Lãng và Hội doanh nhân Thiện Tâm tổ chức khánh thành nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên Phạm Xuân Hùng tại xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng. Đây là hội viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sức khỏe yếu. Ngôi nhà mới khang trang có diện tích trên 30 m², được thi công khẩn trương trong 2 tháng, là thành quả do các cấp Hội cựu chiến binh và Hội doanh nhân Thiện Tâm hỗ trợ 125 triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động. Cũng tại buổi lễ, các cấp chính quyền địa phương tặng nhiều phần quà có giá trị tới gia đình hội viên nhằm động viên giúp gia đình ổn định cuộc sống. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30 tháng 9, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc, nối với cơn bão Caraton vào lúc 1 giờ, có vị trí ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 122,3 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, cơn bão Caraton di chuyển chậm theo hướng Tây, hướng về phía nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Dự báo từ trưa ngày hôm nay, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Để chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển, Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, quận và các ngành, đơn vị theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Tin gió mùa Đông Bắc. Sáng sớm nay, bộ phận không khí lạnh đã gây mưa rào và dông rải rác tại khu vực Hải Phòng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ trưa chiều hôm nay, khu vực nằm sâu trong khối không khí lạnh khô nên thời tiết không mưa, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ, trời chuyển mát. Và như thường lệ, phần cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng và một số tỉnh thành trên cả nước. Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.